tìm Kayo chiếc xe buýt nhỏ trên YouTube. Món quà của Gani. Một ngày bình thường và Gani đang chạy trên lộ trình của mình. Chào buổi sáng. Xin chào. Hả? Mình chưa bao giờ gặp cậu bé này. Chào. Chúng ta đi thôi. Là như vậy đó con. Có chuyện gì vậy? Ở đây nữa. Nhột quá đi. Phải thêm một cái nữa. Dừng lại đây. Có chuyện gì vậy? Cháu làm gì thế? Đừng có chạy lộn xộn nữa mà. Thì ra là tóc giả. Cháu kia, trả lại cho tôi. Lên, trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi đi mà. Hả? Gani, bạn có sao không vậy? Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay anh chở một cậu bé rất nghịch ngợm luôn. Có phải cậu bé tóc đỏ xoăn không? Và có cái ba lô màu đen phải không? Hả? Sao mọi người biết vậy? Đương nhiên là mình biết cậu bé đó. Cậu ấy nổi tiếng là Cherry Phá Phách đó. Cherry? Cậu ấy tên là Cherry hả? Phải. Hả? Xe buýt nào cũng sợ cậu ấy hết. Cậu ấy lên xe buýt nào cũng khiến xe buýt đó không chịu nổi. Mong là ngày mai không phải gặp lại cậu ấy. Ngày hôm sau. Hôm nay cậu ấy không có ở đây. Nhẹ cả người. Chào buổi sáng. Đúng rồi nha. Tại sao lại làm vậy? Mình rửa mặt giúp bạn đó. Chúng ta đi thôi. Lần này không biết cậu ấy sẽ làm gì nữa. Ba con. Bạn đừng thò đầu ra cửa sổ được không? Như vậy không an toàn đâu. Xém chút nữa là tiêu rồi. Dừng lại. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Mình phải làm gì bây giờ? Hả? Phải rồi. Xin chào, mình là Joey, ảo thuật gia. Tiết mục ngày hôm nay chính là dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời sao? Mong là sẽ có hiệu quả. Khi tôi bước vào chiếc hộp thì các bạn hãy đếm đến 3. Đúng rồi. 1 2 3. Tôi đây. Hay quá. Tiếp theo là tiết mục ảo thuật với các lá bài. Hoan hô, có hiệu quả rồi. Đi thôi. Đến nơi rồi. Bạn xe buýt ơi. Hả? Có chuyện gì? Ngày mai bạn cho mình xem ảo thuật nữa nha. Ngày mai sao? Phải, mình thích ảo thuật lắm đó. Chắc là được đó. Thật hả? Nhưng mà bạn phải hứa là bạn phải làm một cậu bé ngoan kể từ bây giờ. Nếu không thì sẽ không có tiết mục ảo thuật nào hết. Sao đây? Bạn có thể làm được hay không? Được. Vậy tốt quá, mình là Gani, rất vui được gặp bạn. Mình là Cherry. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đừng lấy tóc của tôi. Xin chào. Xin chào, tôi là Joey ảo thuật gia.
Cherry. Hả? Cherry à? Khoan khoan. Để mình xóa chúng nha. Được đó. Xe với màn hình lớn hấp dẫn hơn nhiều. Mình biết, đúng là vậy. Chúng ta đến nơi rồi, Cherry. Tiết mục ảo thuật hôm nay phải nói là hết sảy luôn đó. Chắc là bạn thích ảo thuật lắm ha. Sau này, lớn lên, mình cũng muốn làm ảo thuật gia giống như vậy. Wow, vậy sao? Và khi mình trở thành ảo thuật gia, mình sẽ học ảo thuật dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời sao? Sao phải học vậy? Ba của mình làm việc ở một đất nước khác, nên lâu lắm rồi mình không được gặp ba. Nhưng nếu là ảo thuật gia thì mình có thể học cách dịch chuyển tức thời đến chỗ ba mình. Thì ra là vậy. Cherry à, bạn có muốn xem biểu diễn ảo thuật trực tiếp không hả? Thật hả? Phải đó Cherry, chú ảo thuật gia Joey sẽ có buổi biểu diễn vào tuần sau. Mình có thể dẫn bạn tới đó xem. Wow, hứa nha. Mình hứa mà. Tayo xe buýt bé nhỏ. Thật sao? Không thể nào. Hả? Nè mọi người, có chuyện gì vậy hả? Tụi mình đang nói về cậu bé Cherry đó. Cậu ấy thì sao? Cậu bé ấy lại gây ra chuyện nữa hả? Bạn sẽ không tin nổi đâu, nhưng Cherry vua phá phách đã trở thành một thiên thần rồi. Mình biết mà. Đúng vậy, cậu bé ấy dạo này rất ngoan và dễ thương nữa. Anh còn thấy em ấy nhường ghế cho người khác nữa. Sao lại có chuyện đó chứ? Không thể tin nổi. Ngày hôm sau, Gani lại đến đón Cherry như mọi hôm. Mình phải nói cho Cherry biết những gì mình đã nghe. Hôm nay bạn ấy không đến. Vậy là Cherry sẽ chuyển đi luôn thật sao? Cherry. Các bạn ơi. Dạ. Các bạn đang nói về Cherry tóc đỏ phải không vậy? Phải. Nhưng các bạn nói bạn ấy chuyển đi là sao? Bạn ấy và mẹ chuyển đến chỗ của bố rồi. Cho nên hôm nay bạn ấy không có đi học. Bọn mình nghe nói là bạn ấy sẽ chuyển đi luôn. Chuyển đi luôn. Mình đã hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Không có gì ạ. Vậy là cuối cùng bạn ấy cũng gặp được ba rồi. Hay quá. Nhưng bạn ấy không thèm tạm biệt mình. Mình phải đi gặp bạn ấy thôi. Hứa nha. Phải rồi ha. Ngày hôm đó, Gani đã chạy khắp thành phố để tìm ảo thuật gia Joey. Không. Con phải đi gặp Gani. Đi thôi, Cherry. Nori, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Tụi mình phải tới sân bay nhưng mà Cherry lại không chịu lên xe. Cậu ấy nói nhất định phải gặp Gani. Gani. Nếu chúng ta bị lỡ chuyến bay thì sẽ không được gặp ba đâu. Đi nào. Dạ. Bây giờ chúng ta đi, được không? Cherry. Gani. Thật là vui vì đến kịp lúc. Mình cũng rất vui được gặp bạn đó, Gani. Mình cũng vậy. Chúc mừng bạn vì cuối cùng bạn cũng sắp gặp được ba. Cảm ơn bạn. Nhưng mà mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm đó. Mình cũng nhớ bạn, Cherry. Nhưng mà khi nào trở thành ảo thuật gia nổi tiếng thì bạn có thể bay về đây thăm mình bất cứ lúc nào mà, có phải không? Ừ ha. Nuri à, để cho mình chở Cherry đến sân bay được không? Được thôi. Cảm ơn Gani. Nào, bạn lên xe đi Cherry. Cảm ơn Gani.
biểu diễn vậy? Hả? Cái này là... Hả? Xin chào! Chào mừng đến với buổi biểu diễn ảo thuật của ảo thuật gia Choi. Wow! Là ảo thuật gia Choi! Không thể nào! Sao anh lại ở đây được? À... Tối hôm qua, Danny đã tìm anh và nhờ anh biểu diễn một buổi đặc biệt dành cho em. Danny, cảm ơn bạn rất nhiều. Rất vui vì bạn đã thích. Và bây giờ, chương trình biểu diễn hấp dẫn chính thức bắt đầu. Hay quá, bạn Hồ. Thật tuyệt vời. Mình sẽ quay lại ngay, tha vô. Được. Danny đã tặng cho Cherry một món quà đặc biệt mà Cherry sẽ không bao giờ quên. Tạm biệt Cherry, hẹn gặp lại.